trường Ngôi Sao Sáng của chúng ta. Bạn ấy rất là tài năng và đã tham gia rất nhiều chương trình trên TV như là chương trình Nóc Nhà Mình, Nhân Viên Trước Minh Ý. Và hôm nay bạn ấy sẽ diễn với chúng ta một tiết mục, và tiết mục này đã giúp bạn ấy đoạt giải hai tử phong cách ngôn vị cao nhất của cuộc thi Tài Sắc Đại Dương năm 2018 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 8 vừa qua đấy. À, các bạn ơi, và bạn nhỏ này có một đặc điểm rất là đặc biệt, đó là bạn có một tóc, một cái đuôi tóc dài. Sau này các bạn có đoán được đó là ai không? Lucy, đúng rồi. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật là kêu cho hoàng tử phong cách Lucy Nguyễn Đăng rồi. À, good morning. Good morning. Nói lớn lên. Cuối cùng là đọc chữ không ngủ ăn gì luôn á. Còn có một cái đuôi rùa dài hơn 40 cm, rất đặc biệt và độc đáo. Không được hàng. Đây có một cái bé như vậy tại chương trình Trung Thu của bé. Còn nơi xa đúng là chương trình bạn nói nhà là nghĩa như vậy. Có tương tác bắt đầu tiên thì bạn có thể đăng lên cho cô. Chị đó xấu à. Chị đó ngồi đây coi. Ngồi đây.